Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Đâm cua là rõ, còn không thì lễ hội phép thuật thôi, chứ có đang bị thành phần ở đây là anh không có so sánh được anh em không. Đâm cua là rõ, đâm cua có nhiều khi nó cho bài gọi là cho đồ ảo dữ lắm luôn nha bạn. Nhưng mà nó không phải khó như con cua kỳ cục. Quên con cua khiêu vũ. Con cua khiêu vũ thì nó khả năng nó lấy bạn 10 máu là có nha, 11 máu chứ. Nó lấy bạn 11 máu là có chứ, còn con này con cua này hiền. Như cái bao cát vậy mà. Đấm đã thì thôi mà chắc chắn là có đồ, anh em cứ yên tâm. Cho nên đầm cua mà anh em nào mà sợ kiểu như mà bán máu giai đoạn đầu á thì vô đầm cua là êm dữ lắm. Êm dữ lắm luôn, còn mà đi cua khiêu vũ thì cứ bán máu giai đoạn đầu đi là tới khúc cuối rồi thấy hai rồi rồi thấy. Đi người với nó đó chứ không giỡn đâu. Ok, bà giờ đi gì đây? Thấy có em có con thợ vẽ đây rồi. Nếu mà thợ vẽ hả? Thợ vẽ giờ đi cái gì cho nó hay ta? Khoan đã, nếu mà bài này set up được đi thợ vẽ cũng được, thợ vẽ khỏe nha bạn. Tính ra là thợ vẽ rất là ok luôn, chỉ sợ là bạn đi không lên được 3 sao thôi. Dù gì 3 tiền là anh em đi một combo nó nhiều 3 tiền đi anh em xoay một lần luôn. Là nó sẽ ok hơn cái việc là anh em sẽ đi nhiều nhiều con đúng không? Xoay 3 tiền luôn thì combo 3 tiền bây giờ dễ lắm. Combo 3 tiền có 3 tướng thôi. Combo 3 tiền chỉ có 3 tướng thôi, về vô là combo dễ dàng nè. Vậy là thấy là có ba pháo thủ là anh em tự hiểu đi ha. Có pháo thủ là anh em tự hiểu rồi, Ezreal nè. Thợ vẽ nè, với lại con Mordekaiser Kaiser là ba con ba tiền, anh em phơm bài này luôn. Rất dễ luôn, lên được, chỉ cần lên được ba con ba sao thôi là lấy tiền. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Không không còn phải không còn phải 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 phải, gọi là suy nghĩ gì cho nhiều á, cứ vô phơm ba tiền mà đã có thợ vẽ rồi á thì anh em phơm bài đó cho mình ok liền, tỷ lệ thắng rất là ngon luôn, chỉ sợ là lên không được 3 sao thôi. Còn nếu mà không lên được 3 sao á thì có thể là Mordekaiser nè, 3 sao nè. Ezreal đi. Thôi Ezreal đi. Hai con. Còn tệ nữa thì phải Ezreal. Chứ còn mà không lên được con nào luôn thì khó quá, không lên được con nào thì khó quá. Thật sự luôn, phải lên cỡ tầm hai con đổ lên thì may ra anh em mới có thể vô top được. Chứ còn mà không lên con nào 3 sao luôn thì hơi khó thật. Trời trời trời. Ôi trời, trời, không lẽ giờ lấy vật thể bất động nè, vật thể bất động đi tiên phong cũng ngon. Ai, thôi lấy người đá đi, người đá này chắc chắn sẽ là lợi thế giai đoạn đầu của bạn. Một con tướng 3 tiền. Không biết con gì thì mình không biết, nhưng mà một con tướng 3 tiền thì bây giờ bạn cứ cầm 3 đồ đó. Quên, một con tướng cầm 3 đồ. Có thể là giai đoạn này nó cái nhìn cái máu nó vậy thôi, nhưng mà cơ bản là nó có thể chống chịu được, với lại có sát thương. Lợi thế bạn, bạn chỉ cần bích con này thôi, bạn có chuỗi thắng đầu là cũng đơn giản. Bài bạn đi cái gì kệ, con người đá này nó sẽ mạnh lên theo thời gian. Con người đá này nó sẽ mạnh lên theo thời gian, một trong những cái lỗi mà mình rất ưa thích. Một trong những cái lỗi mà mình rất ưa thích, tại vì có chống chịu, có sát thương luôn. Anh em không, là có chống chịu, có sát thương, cơ bản là nó có thể đỡ cho anh em một cái lượng đam khủng. Chỉ cần nó 25 số thôi là bạn thấy là nó khỏe rồi đúng không? Mà nó còn có sát thương nữa, rất là ok luôn. Một trong những cái lỗi mà mình rất thích, nhưng mà cái lỗi này thì nó vô thưởng vô phạt. Là giai đoạn đầu nó có thể giúp bạn nhiều, nhưng mà giai đoạn cuối thì nó không. Gần như là chỉ đỡ chống chịu nho nhỏ thôi, chứ giai đoạn cuối đủ đam thì tụi nó lia con người đá này nhanh lắm. Không có ăn thua. Chủ yếu là vô thưởng vô phạt ở chỗ là nó không có búp gì cho bạn hết, nhưng mà nó tạo lợi thế giai đoạn đầu. Nếu là lỗi đầu thì mình có thể chọn. Nếu là lỗi đầu thì có thể chọn, chứ còn mà lỗi giữa thì suy nghĩ dữ rồi nha. Lỗi cuối thì chắc chắn là không, không bao giờ. Không bao giờ mà mình có chuyện mà chọn lỗi cuối, chọn con người đá này làm gì phải không? Không. Mà chắc là nó cũng không ra lỗi cuối đâu, tại vì nó biết không ai chọn ra lỗi cuối làm mẹ gì. Nó có thể ra lỗi đầu. Lỗi đầu thì ôi già thằng này ba ấn, nhưng mà ấn này ấn bảo hộ thợ săn này ghê nè. Ấn bảo hộ thợ săn này ghê nè. Đúng rồi, ấn bảo hộ thợ săn này đỉnh cao công nghệ đó chứ chẳng giỡn đâu nha bạn.
Shit, như vậy thì ghê quá nha. Rõ ràng là bảo hộ thợ săn này là đi Jinx với lại Ngộ Không là farm bài hợp lý luôn á. Còn nếu mà không có Ngộ Không á, thì có thể dùng con Rakan nó tăng cơ cũng được. Có lõi thợ săn là chắc chắn anh em không cần phải có ba bốn con rồi, bên em chỉ cần có ba con thôi là anh em đã có thợ săn rồi. Anh em đâu cần bốn bảo hộ đâu, anh em đã có ba bảo hộ, chỉ là anh em đã có bốn rồi. Wow, vậy tính ra con này cái ấn nó đỉnh cao á, cái cọc nó hơi bị đỉnh luôn bạn. Cái cọc nó hơi bị đỉnh luôn. Ghê nhờ. Hồ tính ra cái nhìn ra cái ấn tượng không không ngon, ai về ngon đỉnh điên không? Ngon điên không chứ không phải giỡn đâu. Chà, khó chịu thiệt. Ra cái nhìn vô tưởng là không ngon, nhưng mà thiệt ra là nếu mà suy nghĩ lại thì có vẻ như như là ghê đấy nhờ. Wow, không không ngờ luôn á nha. Vô được chọn được cái ấn ghê vậy ta. Rõ ràng anh em không, là cái bài đó đi thợ săn bảo hộ là hết bài luôn. À, anh em đi thợ săn là anh em có một con băng rồi, một con băng là con Twitch đó. Xong rồi cái con chuột đó, xong rồi anh em kết hợp cho mình một con Zilin nữa, xong rồi kẹp thêm một con thợ săn là con Olaf, là anh em có ba băng. Xong để đằng trước là anh em có bốn mẫu hộ là có Rakan với lại con bạc, đúng rồi, bạc thì kích hoạt bánh ngọt với lại Zing. Để con Ngộ Không tăng đằng trước là hết bài luôn. Bài đó bốn mẫu hộ sớm, nó về cuối nếu bạn có thêm Morgana nữa thì năm bảo hộ phải nó khỏi đánh Ngộ Không luôn. Xin lỗi nha, bài đó khỏi đánh Ngộ Không luôn. Ngộ Không ba sao một cái đứng đằng đó. Bài đó khỏi đánh Ngộ Không luôn. Ngộ Không nó ba ba sao thôi, cầm ba đồ đứng đó cho bạn quýnh 18 năm luôn. Nó quýnh cho bạn quýnh 500 năm luôn với Ngũ Hành Sơn luôn, của nó cũng không mất giọt máu rồi nữa. Ghê vậy trời, bài nghe hợp lý thật luôn. Ghê 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 ghê, phải nói căng đó chứ. Thằng vô bích được cái loại cái ấn, trời, thằng này còn có thông đạo nữa, chết rồi, thông đạo mà ấn chính đó nha bạn, ấn chính nữa nha. Mẹ vô toàn quái vật không? Vô toàn quái vật không? Thông đạo ấn chính, bạn có thông đạo đó là bạn giờ bạn muốn đi 10 thông đạo bạn chỉ cần có một ấn với lại level 9 thôi. Level 9 thôi là đủ rồi. Mà một ấn thì chắc chắn là bạn phải kẹp cho mình là con Hecarim. Kẹp cho mình con Hecarim, cái ấn vô hơn người Hecarim luôn là bạn có ẩn chính giai đoạn sớm luôn. Ồ, ôi, bài ghê vậy ta. Sao mà có thể như vậy được nè, bạn coi đi. Phải không? Bài nói mà không đi ẩn chính thì đi cái gì bây giờ? Bây giờ mà kẹp Hecarim cho mình xong, tại vì đưa cái bùa cho Hecarim, tại sao đưa bùa Hecarim? Tại vì thông đạo á, thì đà dàn trước nó nếu mà có đồ á, thì nó sẽ tăng hơn. Con Hecarim nó sẽ giúp bạn tăng hơn á. Ôi ôi. À đồ. Vậy mà thua bạn. Mẹ thua cay thật sự luôn, thà. Nó thua nhiều không nói, thua như vậy cay dữ lắm. Thua 5-6 con, ok, tao yếu mày mạnh, ok, đó tao thua đúng rồi. Còn pha này đúng kiểu là tức dễ sợ luôn, mặc dù mất có 3 máu thôi. À, mất có 3 máu thôi nhưng mà vẫn cay hơn là cái thằng mà thua 5-6 con. 5-6 con thì cái đó là do bạn yếu quá rồi, nó mạnh dữ lắm rồi thì cái đó phải chấp nhận thôi. Còn cái pha này là nó hên xui nè. Mấy cay phải. Ok. Ông à, con thợ vẽ này nếu mà lên được 2 sao á, thì con thợ vẽ này có đồ gánh được. Con thợ vẽ này thì chắc chắn là blue rồi. Thợ vẽ này blue rồi, không thể nào là Sojin được hết, tại vì con thợ vẽ này nó chỉ có 30 mana thôi. Quên 40 mana thôi. 40 mana thôi, kiếm một cái blue nữa là nó có giảm xuống là nó còn rất là nhanh. Không có cần phải Sojin. Sojin là gộp những cái con nào mà nó ngon hơn, nhưng mà thật ra đó Blue ở cái bản meta mới này có vẻ như nó hơi phèn rồi phải. Nó bị giảm sức mạnh đó. Cho nên là có vẻ như là nó hơi yếu. Chứ còn Blue mà hồi trước thì thôi luôn. Cứ con nào dưới 60 mana là mình lấy Blue hết. Ok.
con này 3 2 sao rồi chắc là đép được, bây giờ chỉ cần lên thêm tiên phong nữa thôi. Đằng trước lên thêm tiên phong, tiên phong thì mua đỡ. Bạn thấy không, thấy không, bạn thấy đầm cua không? Đầm cua này đây nè, mới 2.7 là cho một đồ hoàn chỉnh rồi. Ơi đất ơi, bây giờ bởi vậy tôi nói rồi, nhiều khi đầm cua nó cho đồ cũng ảo lắm luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. Ảo ghê đó chứ không phải vừa đùa đâu nha bạn, thật sự luôn, nhiều khi đầm cua cho bài ảo lắm. Bùa đỏ hả? Bùa đỏ này phải lấy bùa đỏ cái đã. Bùa đỏ này chúc cho ép riêu được ngon. Bùa đỏ lấy ép riêu là hợp lý. Ok, bây giờ tôi đưa trước tiên đưa con Zing đép đỡ cái bánh ngọt cái đã. Rồi chút xíu nữa rồi mình thay con Ezreal sao. Ezreal thì ba 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 pháo thủ. Ba pháo thủ, nếu mà thêm được một pháo thủ nữa thì tốt, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ lấy 4 tiên phong trước. 4 tiên phong trước thì đằng sau nó mới có thời gian nó đam. Dù bạn có 4 pháo thủ đi nữa thì bạn cũng không phải là cái lượng đam dữ dằn đến mức mà kiểu như là liêm gái là người ta chết liền đâu, không. Cho nên là phải có 4 tiên phong đằng trước nó tăng cơ cái đã, rồi mấy pháo thủ đằng sau nó mới có thời gian nó làm. Tại vì Ezreal cũng không phải là DPS theo kiểu cái dạng là đánh tay nha. Nó là sử dụng kỹ năng cho nên nó phải chờ hồi mana. Con thợ vẽ cũng vậy, con thợ vẽ cũng là một trong những con hồi chờ hồi mana, chứ không phải là DPS theo kiểu là dạng mà sát thương tay mà bắn liên tục càng ngày càng nhanh được, không có chuyện đó rồi. Cho nên là ôi da, đồ cổ quý giá không thèm. Thật sự luôn, bây giờ cái đồ cổ này bây giờ mình không chơi được, không ai thèm chơi. Phế quá, phải giảm xuống 3 vòng thì mới ra, chứ còn 4 vòng nó quá chậm đi. 4 vòng nó quá chậm đi, bây giờ người ta đẩy chết chịu gì nổi. Đây rồi. Cái này thì giờ sao, cái này đưa ai giờ, đưa cho con này luôn thì nó lại hơi tới quá nha. Từ từ nha, cái găng này á, nếu mà thôi đưa con này đi chút xíu mình bán sau đó, đưa cho con này đi chút xíu mình bán sau được, bán được mà bán được rồi mình chọn con lại thì lúc đó sẽ hợp lý hơn. Ok, chắc là lụm thằng này được, thằng này cũng đi thông đạo à. Mày đi thông đạo mày không nhìn thấy thằng kia hả? Mày không nhìn thấy thằng kia hay sao vậy? Thằng kia nó cũng đi à, mà cái ấn đầu này chắc là lúc mà chọn ấn thì chưa chắc. Chưa chắc chưa thấy, bây giờ thấy thằng kia chắc khóc, tại thằng kia nó có thông đạo mà nó còn có cọc nữa, mà có ẩn chính nữa, cho nên là thằng này nó thua mọi mặt. Dù là hai thằng đều có hai ấn hết, đều có ấn thông đạo hết, nhưng mà thằng kia nó hơn rõ, tại cái cọc nó không tính số là cái nhất nè. Thằng này nếu mà nó muốn đi 10 á thì nó phải có tới level 10, còn thằng kia chỉ level 9 thôi. Chỉ level 9 thôi là đủ, mà nó còn có ẩn chính sẵn nữa, mà thông đạo với ẩn chính đi combo đó là hết bài, không có nói gì hết. Cho nên là thằng này nó thua cái thằng kia về mọi mặt luôn, không có một cái lý do gì mà thằng này nó ké thông đạo được với thằng kia, trừ khi thằng kia mà nó xui tới mức mà nó không phơm được bài mà nó chết luôn á, nó sớm á thì may ra thằng này mới có cửa ngôi lên, chứ cái thằng này nó phơm bài nó đã dưới người ta thì không thể nào mà ké hết được. Bây giờ bài vô chơi là không có thể nào mà bạn tránh cái tình trạng là một cái thằng nào đó nó giành một con tướng của bạn, nó chắc chắn luôn. Tại vì cái meta mùa này là sao, mùa kết hợp, một đội hình nó có thể kết hợp 6 bộ khác nhau, 6 bộ khác nhau nha, hoặc là bèo lắm cũng phải 4 bộ, ít nữa thì 3 bộ, nhưng mà 3 bộ rất hiếm. 3 bộ rất hiếm, thường là nó lên level 10 là tầm 4 hoặc 5 bộ trở lên rồi. Là có những con tướng nó đủ khỏe đó là một trận phải 6 thằng có. Không phải là nó nuôi con đó để carry đâu, không phải, mà nó ôm con đó để nó kích bộ thôi, mà nó phải kích 2 sao, chứ 1 sao thì nó yếu quá đi đúng không? 2 sao mà bạn nghĩ thì một trận 4 thằng giành thì 4 thằng 2 sao thì thằng nào lên được 3, thằng nào carry con đó thì chết. Có khi cái thằng nó tìm một con nó kích bộ cũng không có nữa. Tầm 3 tiền đổ lên mà 4 thằng giành thì bạn nghĩ đi, làm gì có cái chuyện mà nó ra cho bạn mà kích bộ. Chắc gì đúng không? Chưa tính tới cái việc là nó có 2 sao trong sân rồi, nó còn ngoài hàng dự bị mấy con nữa thì khỏi ra luôn. Cây ở chỗ đó đó, tại meta kết hợp mà. Thằng nào cũng chọn bộ để kích kích hoạt càng nhiều bộ càng khỏe. Kích hoạt càng nhiều bộ nó càng khỏe. Có một trận kích hoạt toàn là thằng nào mà lấy toàn 7 8 bộ không luôn, chứ không phải là 6 7 bộ nữa. 6 7 nó còn ít, còn 7 8 luôn, nó qua khỏi trang thứ hai luôn. Kích bộ mà qua khỏi trang hai luôn, bạn hiểu đi. Đấy, bây giờ đưa này vô là hợp lý nè. Đúng rồi, quá ngon.
Không, vậy được rồi, đồ Ezreal vậy hợp lý á. Ừ, đồ Ezreal vậy cứng á chứ bộ giỡn đâu. Rồi cái này thì dễ, cái này thì lên form luôn thú tượng là rõ. À, lên form thú tượng là rõ, hợp lý quá rồi, còn gì nữa. Rồi, lên 7 thôi, lên 7 xoay thôi. À, lên 7 xoay hai con ba tiền thôi, hai con ba tiền đằng sau với lại con ba tiền đằng trước. Đây rồi, gặp lại ông cố thông đạo ẩn chính đây nè. Nhưng mà ta bốn tiên phong đằng trước thì hơi khó nha. Bốn tiên phong đằng trước dạo này nó hơi trâu. Thôi kệ. Kệ, thắng được là tốt, hơn nó một level. Hơn nó một level thì có thể thắng là đúng rồi. Nhưng mà thằng này nó lại đi ẩn đi Ari Ari Carry chứ không phải là nó đi thông đạo full. Một lựa chọn mình đánh giá là sai lầm. Một lựa chọn mình đánh giá là sai lầm hoàn toàn luôn. Cái bài đó phải đi 10 thông đạo. Cỡ nào cỡ cũng phải có 10 thông đạo. Chứ bây giờ đi carry Ari, trời đất ơi thiệt luôn ông này. Ông đó lựa chọn sai quá sai rồi. Pha đó nó eco xấu để nó xoay bài mà nó xoay Ari, nó mua mấy con Ari ở ngoài hàng dự bị rồi. Có chuẩn bị là lên Ari 3 đó. Quyết định đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của mày luôn, thật sự luôn. Phơm phơm bài có cọc ẩn chính thông đạo mà lại đi không phải đi 10. Mình nói thẳng luôn, nếu mà có cọc và ẩn chính thông đạo, khỏi cần ẩn chính, chỉ có cọc thông đạo thôi là mình cỡ nào có chết mình cũng phải đi 10 thông đạo nữa. Tại vì cái sẻn nó dễ kiếm quá mà. Nó cái sẻn bây giờ nó đơn giản, có thể nhiều sẻn không có chứ một sẻn cỡ nào cũng có được. Chủ yếu là bạn xoay tới đâu thôi. Xoay tới đâu thôi. Xui lắm kìa nó mới không ra thôi, còn chưa tính tới vẻ là cái thằng đó nó có thể ra một lỗi ấn nữa. Nó ra một lỗi ấn thông đạo nữa chứ ông mà nó lại không chơi. Trời ơi. Sao vậy nhờ? Ta đó là phải rớt level luôn, rớt level 10 luôn. Ô quên, level 9, thằng đó chỉ cần level 9 thôi, rớt level 9 luôn, đi 10 thông đạo. Trước tiên đi 8 thông đạo rồi đã. À, đi trước tiên đi 8 thông đạo rồi đã, rồi tới đó mình xoay để làm gì, mình kiếm sẵn à, rồi mình chờ bùa, rồi đi chợ, chưa tính tới việc là đi chợ là có thể ra ra ấn nữa. Mình lấy được cái Pandora một cái thôi thì có ấn nào là bú ấn đó, cỡ nào không ra thông đạo đúng không? Trời ơi, bởi vậy sai lầm thật sự luôn. Ok, good đấy. Trời ơi, cái này thì rồi rõ ràng là đưa cho con này là quá hợp lý rồi. Thợ vẽ cầm đồ như vậy là 10 điểm luôn bạn. À, thợ vẽ cầm đồ như là 10 điểm luôn. Ok, có thợ vẽ đây rồi. Lại thợ vẽ Rumble, quá ngon. Modern Kaiser 2 rất tốt nè. Bây giờ đưa con này vô lấy ba thông đạo trước nè. À, con này thì can trường chứ không phải tiên phong nhưng mà kích được ba thông đạo. Ok, bà nhảy đeo chín chín hai máu đép ổn. À, bài pha này đép ổn. Đây rồi, pháo thủ đây rồi. Cũng thấy có anh pháo thủ rồi nhưng anh pháo thủ này đằng sau hơi phèn. À, đằng sau hơi phèn cho nên là có thể anh này nè anh đi băng quả chứ không phải đi pháo thủ đâu. Mình thấy nó ôm bài băng dữ lắm, đằng 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 hàng dự bị bạn thấy có hai con chuột nữa kìa. Thằng này đi băng quả đó nhưng mà có thể kết hợp pháo thủ để giai đoạn đầu đép đép chơi vậy mà. Ok, yêu em lần cuối đúng không? Băng quả. Nhìn thấy cái form Varus là mình cũng nghi hơi nghi nghi rồi, mình cũng hơi nghi nghi rồi nhưng mà có thể là đi băng quả đó. Rồi. Cái này lấy là cũng được nè bạn. Cái này lấy là cũng hay đó, mình có bốn pháo thủ sớm luôn á. À, mình có tới bốn pháo thủ sớm luôn nhưng mà khoan, lấy một cái lỗi hơn nó không mạnh, bây giờ lấy cái một cái thăng hoa đi để cho nó có cái lỗi combat nó hợp lý. Một cái lỗi combat nó cũng vừa vừa thôi chứ không cần phải quá mạnh, nhưng mà pháo thủ thì cỡ nào mình không có được. Level 8 là mình đủ slot anh em không, level 8 là mình đủ slot rồi cho nên là cỡ nào mình cũng có pháo thủ đủ hết á. Chủ yếu là mình bây giờ mình đang xoay ba tiền thôi chứ không phải là không lên. Lên level thì đủ bốn tiên phong bốn pháo thủ là rõ đúng không?
Chủ yếu là không muốn lên thôi. Chờ chờ con Ezreal này cái. Ezreal này chậm lên quá, hơi lo lo. Ezreal này nó form cứng lên chút xíu nữa thì tốt, chứ còn vậy thì nó hơi ấy nha. Trời ơi, trưởng không có down luôn, thiệt luôn. Ezreal bắn bắn cung ánh sáng không có đam luôn. Nè, trời đất ơi, mà hai đồ rồi nha bro. Hai đồ rồi đó mà bắn cung ánh sáng không gây đam luôn. What the fuck, ảo. Chết con này là đi rồi. Ôi ôi, gánh hết. Thợ vẽ gánh chặt luôn, 11.000 đam mà, quá dữ. Ezreal 1 sao đúng kiểu phàn ỉa luôn, bắn không có đam luôn mà. Nhìn thấy nó bắn 4 5 lượt nha bạn, 4 5 lượt cái cung ánh sáng vô đội hình đối phương mà cảm giác như nó không mất máu. What the fuck? Rồi say. Trời ơi, cho tao ép view 2 đi chứ, ép view 1 này phèn quá, phèn rồi bạn ơi. Mẹ nó không lên được 2 sao luôn, 1 sao nữa chuẩn bị thua tới nơi. Ezreal 1 sao là dám thua nữa, dám thua lắm, không có đam. Chết cha không. Con Kalista này khỏe dữ nè. Trời ơi, bạn thấy con Ezreal nó bắn không? Đúng kiểu luôn á. No dam. Nè. What the fuck? Mà không có thợ vẽ nó gánh cho thì pha này vỡ mồm. Ôi đúng kiểu là no dam luôn, trưởng cung ánh sáng trúng hết nha bạn. Mà trưởng cung ánh sáng rất thông minh nha. Trưởng pha nào trúng pha đó, nhưng mà có cái là không có dam thôi. Vậy là tốt dữ chưa? Thà đừng trúng nhiều, đam to vô. Mà đam trúng hết răng luôn, trúng hết ráo luôn mà đam không có miếng nào hết. Chịu luôn. Bà gì lấy gì giờ, đầu bảng nữa thôi, đầu bảng nữa chuẩn bị ăn cơm, ăn cơm chó cháu heo tôi chưa làm được gì. Nó bỏ là cái gì lấy cái đó. Ezreal bây giờ nếu mà được cái chí mạng thì tốt quá, nhưng mà không có luôn á, chứ không có cái chí mạng nào luôn, mà không có chí mạng thôi ghép đỡ cái giáp máu đi, ghép đỡ cái giáp máu đi. Ok. Đây rồi, ít ra cũng phải lên được 2 sao chứ. Đúng rồi, rất tốt. 4 tiền ra sớm như hợp lý nè. Ít ra nó cũng phải lên được 2 sao để coi 2 sao nó trưởng có đam hơn không nha. Phương nghịch ý phải có chứ, phải có chứ. 1 sao thì nó yếu, 2 sao phải có đam chứ hơn. Không lẽ 2 sao mà không có đam luôn thì ai chơi? Ai chơi nữa? Đang cháy luôn nha, đang có 8 trận thắng liên tiếp nha bài. Xanh vãi đạn. Ôi. Cassadin 3 sao. Nè, đam không? Ừ thì cũng có đam đó chứ không phải đùa đâu, nhưng mà trưởng qua đó hơi ấy nha bro. Ok, thôi cũng được. Trận này không thể hiện được nhiều lắm. Không thể hiện được nhiều lắm. Trời, nó có Ezreal 2, 3 sao, 2 sao rồi, chuẩn bị lên 3 luôn là tốt. Có vẻ như thợ vẽ lên trước. Mình nghĩ chắc thợ vẽ lên trước, chứ thợ vẽ nó đây 2 con rồi mà. Ezreal nó mới lên được 2, trời lại quê. What the fuck? Sen sủng cái mẹ gì đấy. Ai da. Ado. Không có luôn bạn, không có con nào luôn. Nguyên một mười 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 mấy tiền xoay không ra một con nào 3 sao mà dùng được luôn. Ra đúng con Mordekaiser. Trời ơi, Mordekaiser pha này tột đấy. Thôi bạn nhìn con tôm keng của nó kìa. Mẹ ơi, cái gì đấy? Tôm keng này mà nó biến một mùa thăng hoa đó mà nó biến thược thì thôi luôn. Nó biến bộ thăng hoa này mà nó biến được thì con tôm keng này bắn chừng nào chết. Sao mình thấy nó vẫn không có đam lắm nha. Đừng biến hả mày. Ồ nhưng mà lại thua. Cay vãi đạn.
Ezreal nghe hơi yếu yếu rồi, có bị nép không vậy? Ezreal nó có bị nép meta mới không vậy ta? 14.16B này có bị nép không vậy? Sao yếu dữ vậy ta? Ôi mà nó không ra, nó yếu nhưng mà nó không ra nữa chứ không phải nó ra thì nói làm cái mẹ gì, yếu mà nó còn không ra nữa, tục. Yếu nó ra nó cũng đỡ, còn yếu này nó không có luôn, không ra luôn thì mà đã yếu rồi mà 2 sao thì chơi gì trời. Yếu phải lên được 3 sao chứ, may ra tao còn có cửa tao sử dụng chứ, mà yếu mà mày vậy chết rồi. Mày đi rồi rồi. Phá 77 tiền này để coi coi. À, 77 tiền này để coi coi nó form được cỡ nào. Ây da. Modern Kaiser thôi kệ. Modern Kai lên được cũng được, cũng tốt các bạn. Thật sự luôn mình cũng muốn Modern Kaiser lên 3 sao. Đằng trước cho nó tăng cứng chút xíu, đằng sau mới có cửa có đam. Taric rất tốt rồi. Hết mẹ luôn, hết tiền luôn mà không ra luôn. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi bạn ơi, pha này đi rồi. Pha này carry không có rồi. Trong pha này carry không có, hay là mình bỏ mẹ luôn lên level 8 luôn ta, kiếm bốn bốn pháo thủ luôn, kiếm con rồng 5 tiền gánh. Kiếm rồng 5 tiền gánh chứ không pha này chết quá, mà rồng 5 tiền bây giờ không có đồ đưa cho nó nữa mới tục nè. Nếu mà vậy thì chỉ có lấy đồ Ezreal ra cho con rồng 5 tiền thôi. Giờ xoay nó không ra giờ sao? Hay là xoay tới chết luôn. Mình xoay tới chết luôn thì nó hơi cực đoan quá không ta? Tại vì Ezreal 3 là ok đấy, Ezreal 3 là có thể nha bạn. Mà nếu mà giờ không thì phải phơm rồng 5 tiền, mà phơm rồng 5 tiền, rồng 5 tiền cũng phải 2 sao. Thì nó cũng khó chứ nó không phải dễ. Để coi đây, mình lên được trước tiên lên mấy con đằng trước đó 2 sao, 3 sao cái rồi. Rồi tính tới cái việc Ezreal sao nè, đằng trước nó ra dữ lắm nha, nhưng mà đằng sau không có nha bạn. Mordor Kaiser nè, có thể là trận này Ezreal không lên 3 là có thể là con Huawei với lại con Mordor Kaiser lên 3 thì chắc là cũng tạm được nha. Vô top. Chơi vô vô top là đủ rồi đây nè, thằng ông cố này cũng ôm nguyên cái farm này, hèn chi sao không không thọt đâu, mày chết giờ mình tao đi. Mày chết đi rồi để tao, mệt quá đi. Thằng này đi băng quả pháo thủ nhưng mà nó còn theo kiểu là dạng 4 pháo thủ nữa, hơi tham. Hơi tham nha bro. Ok, đi đi. Đi, úi trời, không chết. Không chết hả? Không chết thì tao chết. Mày không chết thì tao chết. Cần sự. Ê, vô giành bài đó, mình nói rồi, vô một trận cỡ nào bạn cũng có một cái form giành bài bạn là rõ. Đây rồi, Ezreal. Ezreal nhưng mà ra như vậy thì còn khó nữa, khó chịu nữa. Thà không ra luôn, mình còn kiểu như mình quyết định úp tám mẹ luôn. Còn bây giờ nó ra cứ sòn sòn, nó ra một mảnh, xong cái 5 hiệp sau nó ra một mảnh nữa thì chết. Cái đó mà dướng vô đó là giống như là thuốc vậy đó bạn, giống như là thuốc chuột vậy đó, uống vô thì chỉ có đi thôi, dướng vô đó thì chỉ có chôn. Khó nhờ, từ từ nha bro ơi. Trời ơi, đây rồi, thông đạo, thông điển gì, thằng này là thấy đi form thông đạo là rõ nè, nhưng mà không biết đi được 10 hay không thôi. Thằng này giờ chờ một ấn nữa. Đi chờ một ấn nữa, nó có con học giả 2 sao rồi kìa. Thì khỏe là đúng rồi, ok. Ok, giết được hết thì cũng được, thua con 4 tiền là hợp lý rồi. Tại vì nó có cái tứ phương tiếp viện đó, nó sẽ chọn mua được con 4 con 4 tuần tiếp theo là được lên 2 sao luôn. Cho nên là nó sẽ mua được con Raya đó lên được 3 2 sao luôn thì nó khỏe rồi. Đồ đồ đạc như vậy thì lên cái gì bây giờ ta, mà đầu bảng nữa, chết tôi thiệt. Đầu bảng này đó, có thằng bú ấn quả rồi. Ok, nghe hay đấy chứ nhờ, tụi này nó cũng được. Mình lấy cái này đi về, mình lấy búa mình đập. Cái này thì nó mình không có xài nhưng mà mình có cái búa. Mình có cái búa mình đập được, không sao.
Ok, tiếp tục xoay 7 thôi. Chứ giờ sao giờ? Tiếp tục xoay 7 thôi để coi là tôm can 2 rất tốt nè. Tôm can 2 là ổn định đấy. Bây giờ đưa vô xong lấy cái búa đập đùng. Ra cái gì? Cái này chết mẹ không, cái này giờ sao giờ? Đưa Modern Kaiser thôi. Modern Kaiser cũng có cái sát thương phép á. Ôi, cái này giờ chắc cho Modern Kaiser là hợp lý hơn rồi. Vậy đi. Cả nó cũng là một đồ tăng mà con Modern Kaiser là cũng có phép nữa, nói chung là cũng được. Ok, hàng tăng ở sao cái đội hình gì đây? À cái đội hình này thì đi, đội hình này thì không sớm thì muộn thôi, nó lại còn farm được con rồng nữa chứ bộ, giỡn nữa. Nó còn mua được con rồng nữa chứ bộ. Modern Dragon nè, mẹ rồng à, đây rồi nè, rồng nè, rồng nè, rồng rí với anh nè. Úi da mày nè, chúi giời nó đi rồi. Mẹ vô ta nhìn thấy solo với con Ari là biết đi mẹ. Ari nó đi lượt về là nó một chưởng của nó là hai đam mà khỏe lắm, ai chịu cho nổi. Ok, làm choáng kẻ thù được đấy. Ezreal, trời ơi, nhưng mà Ezreal bây giờ mới có được chưa được nửa con nữa thì có vẻ như hơi căng nha bro. Và còn phải cần tới 4 con nữa thì mới đủ. Khó đấy chứ. Ây à, đưa cho con này luôn. Rồi 59, 42, 19, 2. À, sắp tới là gặp thằng 10, thằng 9, thằng 2 đúng không? 10, thằng 9, 2 này có thể một phát đẩy đi luôn. À, thằng nào thua mình là đẩy đi luôn á. Đúng rồi, đẩy thằng này chết trước là túng rồi nè. Thằng này chết, chết xứng đáng. Thằng này chết xứng đáng, trả riêu rồi cho tao. Trả riêu rồi cho tao đi. Tao với mày một thằng phải chết. Mà tao thì không thể chết được rồi. Tại vì mình với nó là ôm bài mà giống nhau mà, mình với nó là một phải thằng phải đi. Chứ còn không thì cả hai thằng đều chết. Mày nè. Tiễn, đúng rồi. Trời ơi, xém chết. Nhưng mà cũng vừa kịp lúc là đẩy nó đi rồi. Một thằng Ezreal đã trả lại 3 con. Đây nè, thấy chưa, lái Ezreal liền. Khỏi cần xoay. Đánh một thằng Ezreal chết, có Ezreal liền, khỏi cần xoay. Đó. Đánh một thằng Huawei chết, có Huawei liền, khỏi cần xoay. Khỏi cần tốn công. Đó, vậy mới được chứ. Đúng không? Đó, vậy đó. Mẹ bây giờ mới có khả năng lên 3 sao nè, chứ hồi nãy là hơi hiếm đó, hơi khó đó. Cũng may là cái con này là đầm cua đó, chứ cua khiêu vũ thằng 10 với thằng 2 này chết. cua khiêu vũ thằng 10 máu với thằng 2 máu này đi, đi, đi là rõ. Cho 2 đồ quá ngon. Ok, bây giờ vẫn là phải là lên 3 sao mới thắng được, chứ còn không mà khó. Đây rồi, đó, đúng rồi. Găng đạo tặc. Rồi, cái găng đạo tặc luôn. Găng thôi chứ giờ sẽ lấy cái gì, đồ đâu có phơm nào nữa đâu để. Trời đất, cái găng đạo tặc tiếp luôn. Đằng trước thằng nào cũng có đồ. Ác thiệt. Xoay tiếp nè. Huawei 3 nè, đó thấy chưa, phải có thằng kia đi rồi mình mới có cửa sáng để mình lên được 3 sao. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hợp lý đấy. Đây nè, còn thằng nữa nè. Giờ thằng này đi luôn là càng may nữa, là Ezreal nó càng dễ ra nè. À, thằng này nó cũng ôm phơm Ezreal nè, nó ôm 5 con kìa, chứ giỡn các bạn. Ôm 5 con đàng hoàng với bộ giỡn hả, đẩy này đi luôn là mình phơm Ezreal dễ, dễ hơn nè. Đó, đây rồi. Nhưng mà này chưa chết được, thằng này còn hơi. Ui, thằng này không phải là hai Ezreal thường đâu, hai Ezreal 2 với lại hai Ezreal 1 rồi, là nó còn nhiều hơn mình nữa đó. Thằng Smite này, nhì bản nó mới tục chứ, vậy khó dữ ta, phải đẩy thằng này đi mình Ezreal mới 3 được, mà Ezreal 3 mới thắng được. Trời đất ơi, sao lại quá nhiều vấn đề vậy ta. Căng nhờ, căng đấy. Từ từ giờ Modern Kaiser nè, không thằng nào giành lên rất ok, cũng hơi trễ đó, nhưng mà tại vì mình xây được ba nhiều nhiều ba tiền nữa, trận này mình nuôi hơi nhiều ba tiền cho nên là mình tốn tiền để mình mua nữa,
mua một con tướng là mất đi 3 tiền, là coi như là gần được một lần hai lần xoay rồi, cho nên là firm này thì nó hơi tốn tiền vì cái gì đó. Đúng rồi, thì chờ tới bây giờ mới ra được thì hợp lý rồi. Nhưng mà cái thằng nhì bản là cái thằng khó đó, tại vì nó ôm một firm tới 99-95% của Ezreal rồi. Thằng đó phải chết thì mình mới có đường sống. Khó coi nha. Trời, một trận mà 4-5 thằng giành bài thì cũng khó chịu thiệt. Thua ván này luôn mới tục đi chứ. Thua thằng này luôn nè. Thằng Tiên Linh này nó có con Rakan trâu quá trâu. Còn Rakan mà đã vậy cũng Morgana 2 nữa chứ, hèn chi sao nó khỏe thế. Bảo hộ mà Morgana 2 vậy nó siêu cứng luôn bạn ơi. Mẹ, Ezreal không 3 sao là ăn cút nè. Mà bây giờ cái thằng kia phải đi thì mình mới xoay được Ezreal. Máy sao chép lấy đi. Máy sao chép này phải có nè. Tại vì có thể là chúng ta phải farm bài Ezreal bằng cái máy sao chép này đó. Ôi da, rồng, rồng 5 tiền, được, vậy lên 8 đi, lên 8 luôn. À, hèn chi sao mình xoay Ezreal được là đúng rồi, thằng kia nó chết rồi mà. Ai à, sao thằng kia nó chết rồi, hèn chi xong xoay Ezreal nó có. Như vậy thì farm 8 thôi, kiếm Ezreal nữa, kiếm để vô lấy 4 pháo thủ rồi đã. Đồ ngựa thông đạo rồng nữa nè. Vậy giờ mình lấy con rồng đi. Lấy con rồng đi, rồng 2. Rồng 2 xong rồi mình bây giờ không có tháo đồ, chắc là phải bán một con. Chắc chắn là chúng ta sẽ bán con Galio rồi. Bán con Galio đi. Lên 8 nè, bây giờ để con này vô up lên 2 luôn, bán Galio lên lấy cái nắm đấm đưa cái găng tay đưa cho con này. Lấy cái găng tay đưa cho con này. Đó, hợp lý chưa? Sau rồi bây giờ mình xoay Ezreal. Bây giờ xoay Ezreal. Đây rồi. Nhưng mà lại thiếu cái kia rồi, nhưng mà phải có thêm con nữa anh ơi. Thêm con nó cứu ngộ. Ây da. Đù. Khó nha. 25 máu đép được không ta? Đây có con rồng, đây để mình thử con rồng này nó khỏe không. Hơi chậm, rồng hơi chậm tại không đồ. Ok, đam to hơn hồi nãy rồi. Rồi đam to hồi nãy rồi đó, cũng khá. Nhưng mà vẫn thua. Vậy thì chỉ có SV3 mới cứu thôi. SV3 mới cứu được thôi, pha này bán con thằng Rumble luôn. Bán Rumble luôn, này nè nè, làm mới cửa hàng nè. Làm mới cửa hàng một cái ra Ezreal luôn là thôi là xong nè. Xong mọi chuyện luôn rồi, ấy da. Không có à. Không có thì thôi vậy. Bán Rumble đi, mua coi xoay coi. Cơ hội cuối. Last chance. Đây rồi. Ok. Được. Bài này làm đưa hai con carry qua bên một bên. Đã đưa hai con carry một bên luôn để con thợ vẽ với lại Ezreal đứng chung bên mày hả. Để coi ai mới là người chiến thắng đây. Ấy ấy à, Kata Kata nè ấy. Ok bắn nè, tốt quá, đúng rồi. Rồng ơi, đúng rồi rồng ơi, cứu cứu ngộ, đúng rồi, đứng đằng trước đi em, đứng đằng trước đi rồng, đúng rồi. Mày. Muốn thắng ngoại hả con, đâu có dễ ý. Ôi, anh em đang xem đã lại cho mình một like, ai chưa bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nhé, comment bên dưới anh được sẽ thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Nghĩa Minh trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha, là chào mọi người. Chúc mọi người chơi game. Hey girl, hey my body girl, make our bodies high.